cả đời người xuôi ngược bôn ba tìm kiếm điều đã có sẵn bên trong mỗi người cái đáng để tìm kiếm của một đời người là sự an vui nội tâm hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện ngộ được tánh không khi đức phật với vua ba tư nặc ngồi trong nhà chở thuyền đi qua sông Hằng. Vua Ba Tư Nặc có hỏi Đức Phật như sau. So, Thưa ông, cổ đàm làm sao chẳng biết được chẳng có cái chân thật? Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc. Nè vua Ba Tư Nặc, năm nay vua được bao nhiêu tuổi? Vua Ba Tư Nặc trả lời năm nè chậm được 62 tuổi. Đức Phật hỏi, trước đây vua có đi qua sông Hằng nè không? Vua Ba Tư Nặc trả lời, hồi ba tuổi chậm được mẹ dẫn đi qua sông Hằng nè. Đến đèn thần tỳ bà thiên, chậm có nhìn thấy sông Hằng nè. Đức Phật hỏi vua ba tư nặc vậy năm nay vua đã xó hai tuổi vua thấy nước sông hằng nè so với khi vua ba tuổi nước sông hằng có khác gì không vua bà tư nặc đáp trẫm từ lúc mới ba tuổi nè chấm đã sáu mươi hai tuổi thấy nước sông hằng cũng như nhau không khác gì cả Tức Phật nói với vua Ba Tư Nặc. Như thân của vua lúc ba tuổi, nè vua đã 62 tuổi, có khác không? Vua Ba Tư Nặc trả lời. Thân của chấm lúc mới ba tuổi, nè đã 62 tuổi, đã khác rất xa. Tức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc. Vậy, Hồi ba tuổi, vua thấy dòng sông Hằng. Nè, vua đã 62 tuổi. Vua thấy dòng sông Hằng có khác không? Chậm thấy dòng sông Hằng không khác. Ở thế gian này, những gì có biến đổi là không thật. Những gì không biến đổi là chân thật. Thân của vua có biến đổi. Là không thật Còn tánh thấy Nước sông hằng của vua Không biến đổi Là tánh thấy chân thật của vua đó Vua Ba Tư Nặc Nói với Đức Phật Như vậy Chẫm đã biết rồi Tánh thấy của chẫm Không thay đổi Chính là tánh Phật Của chẫm đó Tài học tham khảo Biết được sự chân thật hiểu được tri thức tuyệt quý này, đủ đã kiến tạo cuộc sống an vui, hạnh phúc, đủ đầy. Câu chuyện tiếp theo Câu chuyện kể về một người đàn ông đi đào vàng với hy vọng trở nên giàu có. Sau nhiều tuần đào sới vất vả, ông đã phát hiện ra một mỏ quặng sáng lấp lánh ông cần có thiết bị để đưa quặng lên khỏi mặt đất nên đã âm thầm lấp mỏ và trở về nhà cách đó không xa ông kể với người thân và một vài người láng giềng rằng mình đã dò trúng mạch họ gom góp tiền để mua máy móc và trở đến đó chuyến xe đầu tiên chở quặng vừa khai thác được chuyển tới một xưởng nấu kim loại. Kết quả cho thấy họ đã tìm được một trong những hầm mỏ có hàm lượng vàng rất cao. Chỉ cần vài chuyến xe chở quặng như thế này là họ đủ khả năng trang trải hết nợ nần và sau đó tha hồ mà làm giàu. Càng đào xuống sâu thì hy vọng người đàn ông này càng lên cao thế nhưng ánh sáng hy vọng dường như đã cắt ngấm các mạch vàng bỗng dưng biến mất giấc mộng của ông tan vỡ trong phút chốc khi suy nghĩ mỏ vàng mà ông đang tìm kiếm bỗng nhiên không còn ở đó nữa ông và bạn bè cố gắng đào tiếp một đoạn nữa nhằm tìm lại dấu vết của mạch vàng nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích cuối cùng ông quyết định bỏ cuộc ông bán hết máy móc cho một người mua phế liệu để tìm lấy vài trăm đô la rồi lên tàu trở về nhà người mua phế liệu mời một kỹ sư mỏ đến xem xét đánh giá lại và làm một vài tính toán nhỏ người kỹ sư nói rằng sở dĩ việc khai thác thất bại về chủ hầm cũ không biết nhận ra những tuyến đất gãy tính toán của ông ta cho thấy mạch chính chỉ cách nơi của người chủ cũ đã ngừng đào được chưa đầy một thước và đó mới chính là túi chứa vàng người mua phế liệu kiếm được hàng triệu đô la từ hầm mỏ đó bởi ông ấy biết tìm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trước khi bỏ cuộc bài học rút ra từ câu chuyện kiên trì kiên trì và kiên trì hành động xây dựng mối quan hệ xung quanh mình tham vấn ý kiến của chuyên gia hoặc cao nhân hoặc minh sư trước khi bỏ cuộc hay từ bỏ điều gì đó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện. Hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm nhiều câu chuyện hay nhé.